Cuối năm 2010, WWF đưa cá tra Việt Nam vào danh sách đỏ, tức là sản phẩm không nên sử dụng, khiến cho nghề nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long và trong cả nước điêu đứng. Đầu ra bị thu hẹp, giá cá liên tục sụt giảm, nhiều hộ nuôi đã treo ao bỏ nghề. Sau những chứng minh từ thực tế về quy trình nuôi cá tra của Việt Nam, đến ngày 23 tháng 12 năm 2012, Thụy Điển và Đan Mạch là hai nước Bắc Âu đầu tiên công nhận cá tra Việt Nam được nuôi trên cơ sở phát triển bền vững, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và được đưa vào danh sách những loại thủy sản tốt cho sức khỏe, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng. Điều đó cũng có nghĩa thị trường cá tra của Việt Nam sẽ được nhiều người tiêu dùng trên thế giới lựa chọn nhiều hơn. Như con cá tra mình coi như là con cá sạch, được các nước trên thế giới là tiêu thụ, là cái thị trường rất mạnh, đưa vào sách xanh đó, thì bà con yên tâm là giữ vững thương hiệu nuôi con cá tra cho sạch, bền vững. Con cá tra Việt Nam được sản xuất với những cái tiêu chuẩn sạch và khẩu vị và dinh dưỡng cũng rất là tốt. Điều đó thì dứt khoát, sớm muộn thì người tiêu dùng cũng nhận ra. Việc hai nước Bắc Âu đầu tiên là Thụy Điển và Đan Mạch đưa con cá tra vào danh sách xanh là điều kiện thuận lợi để cá tra của Việt Nam tiêu thụ trên thị trường thế giới. Và để người tiêu dùng tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng của cá tra Việt Nam và xây dựng thương hiệu cá tra Việt Nam một cách bền vững, đòi hỏi các ngành, các cấp và hộ nuôi cá phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Những năm sau này chúng ta cũng đang nuôi theo hướng cá là nuôi cá sạch, ăn an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì đây là một cái tin vui để giữ thương hiệu cá Việt Nam chúng ta thì cũng tiếp tục giữ vững cái niềm tin đối với khách hàng cũng như là giữ vững thương hiệu cá tra Việt Nam. Trước mắt sẽ tuyên truyền trong hội viên là sử dụng theo thức ăn công nghiệp 100%, rồi nuôi theo cái quy trình hiện nay chúng ta đã triển khai là cái việc gáp. Thị trường xuất khẩu của mình sẽ được mở ra, bởi vì cái người tiêu dùng người ta rất là nhanh nhạy với những cái thông tin như thế này. Cho nên là nếu mà sản phẩm đã được đưa vào danh sách xanh rồi thì người ta sẽ tin tưởng và cái sản lượng xuất khẩu của mình sẽ tốt hơn. Sẽ có những cái chương trình để làm thế nào trong cái quy trình chăn nuôi, quy trình sản xuất cái sản phẩm cá tra chúng ta nó sẽ đi theo một cái chuẩn cần phải đạt. Việc đưa cá tra trở lại danh sách xanh đã trả lại công bằng cho sản phẩm cá tra Việt Nam, giúp người nuôi cá an tâm sản xuất, giúp ngành cá tra thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.